Xin cảm ơn lời giới thiệu của tiến sĩ Đỗ Anh Toàn. Trước nhất tôi xin chào mừng tất cả quý đại biểu đã đến với phiên toàn thể hôm nay. Thưa quý vị, cái phiên toàn thể hôm nay mang cái sắc thái đặc biệt. Có thể đây là HUNA 18, lần thứ 18, lần cuối cùng. Tại vì đó là các nhà nước và chính quyền đã chấp thuận nâng cấp cho hội chúng ta là không còn là liên chi hội nữa, mà chính thức là cái hội tiết niệu thận học thành phố Hồ Chí Minh. Và hơn nữa, trong cái mùa dịch bệnh này, cái cho nên đó là tất cả các phương tiện tổ chức phải là cái trực tuyến. Dưới cái tình hình đặc biệt đó thì ban tổ chức cũng cố gắng để tổ chức một cái hội thảo thành công tốt đẹp hơn và với những cái đề tài xuất sắc nhất. Vì vậy, trong phiên toàn thể hôm nay chúng tôi đưa ra hai cái đề tài rất là nóng trong cái giới niệu khoa. Và đề tài thứ nhất là được trình bày bởi thầy phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Vũ Lê Chuyên với tựa đề là cắt bàng quang toàn phần cơn ác mộng của bác sĩ ngoại khoa. Dạ, sau đây xin mời thầy Chuyên kia nè. Bạn đã đến với buổi hội thảo đầu tiên của hội nghị sinh hoạt khoa học kỹ thuật của hội tiết niệu thận học thành phố Hồ Chí Minh. Cái bài báo cáo của tôi có tên là cắt bàng quang tận gốc cơn ác mộng của nhà niệu khoa. Đầu tiên chúng ta đều biết là cắt bàng quang tận gốc là tiêu chuẩn vàng trong điều trị bướu bàng quang thể xâm lấn cơ cũng như là bướu bàng quang thể không xâm lấn cơ mà có nguy cơ cao. Và người ta thấy là theo chứng cớ A1, A cộng thì người ta luôn luôn áp dụng cái cắt bàng quang tận gốc cho bướu từ T2 đến T4. Và kết quả phẫu thuật gần đây người ta cho thấy ưu thế thiên về phẫu thuật robot ở những lĩnh vực như là máu mất, truyền máu cũng như là ngày nằm viện. Ta đã biết cái hệ thống Cladian và cái cắt bàng quang tận gốc thì ông Sabis là và cộng sự là nhóm đầu tiên ứng dụng hệ thống Cladian vào cắt bàng quang tận gốc mà mổ mở. Họ dùng hệ thống phân nhóm 5 nhóm và chia làm 11 nhóm nhỏ. Kết quả người ta thấy là đối với các bệnh nhân cắt bàng quang tận gốc á, thì 64% bệnh nhân trải qua ít nhất một biến chứng trong 90 ngày đầu tiên sau mổ, 13% có biến chứng độ 3 đến độ 5 và 1,5% là tử vong. Những biến cố này là không dính đến mục tiêu phẫu thuật, những kết quả kém của phẫu thuật và ngay cả những tình huống chu phẫu. Những biến chứng gồm có nhiều nhất là về tiêu hóa 29%, chủ yếu là liệt ruột. Các biến chứng về nhiễm khuẩn chiếm 25% là nhiễm khuẩn chung á, và nhiễm khuẩn vết mổ, trong đó nhiễm khuẩn vết mổ là 15%, là nhiễm khuẩn tiết niệu là 11%. Và người ta thấy rõ ràng á, là cắt bàng quang tận gốc á, không phải là một cuộc dạo chơi cũng như là phẫu thuật để chúng ta làm theo thú vui, mà đây cũng sự á, là một cái ác mộng và luôn luôn đem lại nhiều biến chứng. Thì chúng ta nên biết cái hệ thống ERAS á, có nghĩa là Enhanced Recovery After Surgery. Đây hệ thống này bắt đầu từ 2011 tại Bắc Âu, chủ yếu là cho phẫu thuật đại trực tràng. Chương trình này sử dụng những chứng cứ y học rất mạnh với mục tiêu là rút ngắn thời gian hồi phục sau mổ. Và đến năm 2013 đó, người ta bắt đầu áp dụng cho cắt bàng quang tận gốc. Những khuyến cáo chủ yếu về tiền phẫu là cho phép uống 2 giờ trước khi gây mê toàn diện chứ không phải bắt nhịp ăn như chúng ta. Thức ăn cho phép trước 6 giờ và không chịu bị ruột. Trong mổ đó thì gây tê ngoài màng cứng tốt hơn là giảm đau morphine viên, cần duy trì ít nhất là 3 ngày. Và ưu thế cho phẫu thuật ít xâm lấn, chỉ cần dùng kháng sinh dự phòng với sát trùng da thật kỹ. Chúng ta phải cân bằng nước, nhắm vào cung lượng tim và tránh dư nước. Trong hậu phẫu người ta khuyến cáo rút thông mũi dạ dày sớm và cho ăn tiếng hồ sau mổ. Thì có rất nhiều yếu tố để ảnh hưởng lên biến chứng, gồm có yếu tố tiền phẫu như là tuổi, giới, BMI, độ ASA, chức năng thận, giai đoạn bướu albumin máu. Và có những yếu tố về cái điều trị như là có xạ trị trước hay không, có hóa trị trước hay không, có phẫu thuật bụng trước hay không, và những bị ruột trước hay không. Chúng ta sẽ đi từng yếu tố. Thứ nhất là tuổi tác, người ta thấy bệnh nhân càng già đó thì cái nguy cơ bị biến chứng càng nhiều. Thứ nhì là cái albumin thấp thì càng nguy cơ biến chứng càng nhiều.
Do đó người ta khuyến cáo nên bồi hoàn albumin trước khi mổ. À, những cái biến chứng trên bệnh nhân già cho thấy là người ta thấy là tùy theo cái phương pháp chuyển lưu nước tiểu của chúng ta, người ta thấy rõ ràng là đưa nhiều quản tay da đó thì ít biến chứng hơn là những cái đưa bằng làm quang hồi tràng sau khi cắt quang tận gốc. Những cái biến chứng đây là cái bảng theo dõi của những biến chứng như vậy để chứng tỏ là chúng ta làm phẫu thuật chuyển lưu nước tiểu càng đơn giản thì những biến chứng hậu phẫu càng ít hơn. Do đó chúng ta phải luôn nghĩ đến biến chứng khi bệnh nhân già và yếu, albumin máu thấp hoặc là cắt bằng quang cấp cứu. Chúng ta phải cân nhắc trước khi áp dụng một biện pháp chuyển lưu nào đó. Các biến số sâu trong mổ gồm có thời gian phẫu thuật, phương thức chuyển lưu mổ ngoài hay trong phúc mạc, tạo hình ruột trong ngoài phúc mạc và lượng máu mất và tiền nước mổ. Để tránh biến chứng, người ta thấy là chúng ta cần tạo khoảng trống cần thiết để nắm rõ cấu trúc giải phẫu, không lôi kéo niệu quản khi bóc tách. À, chúng ta phải kiểm máu, kiểm soát chảy máu thật tốt và chọn khâu nối ruột thật tốt, xác định vị trí đưa ra da cho thuận lợi và cuối cùng là đóng bụng thật kỹ. À, trong cái phần sau này chúng tôi xin nói về cái tỷ lệ biến chứng khi đối chiếu với sự hướng dẫn của bác sĩ và những cái kinh nghiệm qua số trường hợp. Người ta thấy có cái đường cong học tập, người ta nghiên cứu đường cong học tập qua hai nhóm phẫu thuật viên. Nhóm phẫu thuật viên A đó thì là người ta học tập tự mổ thì người ta thấy là sau 10 trường hợp thì từ 560 phút xuống còn 345 phút, từ 70% xuống còn 30% cái biến chứng, và biến chứng nặng từ 50% đến 0%. Trong khi nhóm phẫu thuật viên B đó là nhóm mà được đào tạo thật tốt, được những người hướng dẫn thật tốt theo những đàn anh và các thầy để học, thì có thấy sau 10 trường hợp á, cái đường cong học tập nó không thay đổi, tức là ngay từ đầu á, người ta đã tốt rồi, người ta đã tốt cái thời gian mổ và cái biến chứng á, tương đương với cái nhóm biến chứng sau, tức là chỉ có 30% biến chứng và chỉ còn 0% với nhóm biến chứng này. Như vậy á, là cái sự đào tạo và huấn luyện nó rất quan trọng và luôn luôn người ta phải nghĩ đến cần phải được hướng dẫn thật tốt. Đối với bệnh nhân có phẫu thuật bụng á, người ta đã thấy á, là hai nhóm thì người ta thấy là biến chứng á, với nhóm có phẫu thuật bụng rồi á, là 0,81%, trong khi chưa phẫu thuật bụng chỉ có 0,33%, và khi đã phẫu thuật bụng rồi thì người ta nạp huyết hơn vì nó khó hơn, điều đó cũng dễ hiểu. À, trong ba nghiên cứu đoạn hệ dài hạn á, thì tử vong chu phẫu á, ghi nhận á, từ 1.3 đến 3,2% trong 30 ngày và từ 2.3 đến 8% trong 90 ngày. Cái tử vong chu phẫu này gần như là chúng ta không cải thiện được dù ngay trung tâm rất lớn. Người ta cứ khi bạn nghĩ đến cái việc mà cắt bằng quang tận gốc cho bệnh nhân á, bạn phải thông báo cho bệnh nhân cái tỷ lệ tử vong này là bắt buộc phải có khoảng 3% trong tháng đầu và 8% trong 3 tháng sau. Biến chứng một có tỷ lệ liên quan đến phương thức chuyển lưu nước tiểu. Chuyển lưu càng phức tạp thì biến chứng một càng nhiều. Nói chung tỷ lệ tử vong và biến chứng càng thấp ở những phẫu thuật viên trong những trung tâm có càng nhiều trường hợp mổ càng tốt. Một tổng kết 40 năm ở trung tâm Âu Châu và trên nửa triệu bệnh nhân á, và trong đó có 22 nghiên cứu theo quy mô trung tâm, 6 nghiên cứu bệnh nhân, thì người ta thấy ở những trung tâm lớn á, là tỷ lệ tử vong và biến chứng trong 30 ngày thì 9 ngày thấp hơn hẳn những trung tâm nhỏ. Tỷ lệ bờ biên dương cũng ít hơn, số nạp nào cũng nhiều hơn, và tỷ lệ làm bàng quang tân tạo cao hơn và biến chứng thấp hơn ở những cái nhóm trung tâm nhỏ. Khi nghiên cứu theo phẫu thuật viên á, thì người ta thấy khác biệt ít rõ ràng hơn, vì người ta hình như kết quả tốt là do quy trình của bệnh viện quyết định chứ không phải là do từng phẫu thuật viên một. Nếu các bạn thực hiện trên 10 trường hợp mỗi năm á, thì giảm tỷ lệ phần trăm 30 ngày và 90 ngày. Nếu các bạn thực hiện trên 20 trường hợp mỗi năm á, thì lại còn giảm nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ qua cái khía cạnh biến chứng khi chúng ta mổ mở hay mổ nội soi hoặc là tạo hình bằng quang hay ngoài và trong phúc mạc. Người ta so sánh các bằng quang tận gốc với robot và mổ mở đó. Cái nghiên cứu này nghiên cứu Razor, nghiên cứu này ngẫu nhiên, người ta thấy á, là tỷ lệ sống còn y hệt như nhau, không có khác biệt giữa hai phương pháp mổ, chúng ta nhớ rõ ràng như vậy. Và tỷ lệ sống còn nó chỉ khác biệt gì, người ta khác biệt theo cái giai đoạn bú mà thôi. Trên biểu đồ này các bạn thấy á, giai đoạn bú càng cao á, tỷ lệ sống còn càng kém.
Khi một cái nghiên cứu á, người ta thấy á, về cái mất máu, lượng máu mất, đơn vị máu truyền, dùng máu sau mổ, nằm viện, thời gian phẫu thuật, người ta thấy rõ ràng á, là mổ robot á, có thời gian mổ dài hơn, tuy nhiên nằm viện ít hơn, truyền máu sau mổ ít hơn và lượng máu mất cũng ít hơn hẳn, giống như cái tôi nói từ đầu. Có những cái nghiên cứu về biến chứng sau mổ robot á, và tạo hình bàng quang trong phút mạc á, người ta thấy biến chứng trong 90 ngày là 68% nếu chúng ta chỉ làm hồi bàng quang tân tạo. Và bàng quang hội tràng, nhưng mà 82% nếu chú ba làm bàng quang trực vị. Biến chứng nặng cũng vậy, là bàng quang trực vị thì cao hơn. Các bạn mổ robot nhiều hơn thì cũng không giảm giảm cái biến chứng. Chúng ta sẽ lược qua một số biến chứng mà các bạn đã làm bằng các bàng quang tận gốc á, đã gặp phải, và các bạn chuẩn bị làm bàng quang tận gốc á, thì chúng ta nên cẩn thận khi gặp phải. Thứ nhất, các biến chứng như chúng ta đã nói là cái biến chứng nhiều nhất là về tiêu hóa, trong đó là liệt ruột. Chúng ta phải từ từ chúng ta suy nghĩ, hãy nghĩ đến thời gian liệt là bao lâu, mức độ liệt có nặng nhẹ, nặng hay không, những triệu chứng kèm theo, ví dụ như nôn mửa, nhiễm đùng, nhiễm trùng, nhiễm độc, mạch nhanh, vân vân. Do đó chúng ta phải thăm kỹ, cân nhắc rồi hãy chỉ định, ý nói là chỉ định trước khi mổ lại á. Về kiểm soát đau á, chúng ta cân nhắc phải giảm thiểu sử dụng gốc mọc phiên, thì chúng ta đã biết á, là gốc mọc phiên á, sẽ làm bệnh nhân liệt ruột nhiều hơn. Do đó như ở Bình Dân, ở Tâm Anh chúng tôi thấy á, chúng ta luôn luôn những phẫu thuật lớn người ta làm cái kiểm soát đau bằng PAT ngoài màng cứng ít nhất trong 72 tiếng đồng hồ. Đa số bệnh nhân có sử dụng acetaminophen và hoặc ketorolac từ lúc trong mổ. Người ta thấy á, bệnh nhân theo phác đồ ERAS á, thường đau hơn nhưng mà liệt ruột ít hơn. Các bạn đừng có lo lắng như này, các bạn cứ áp dụng đúng cái phác đồ ERAS như chúng tôi đã nói từ đầu. Một cái số hình ảnh về biến chứng sớm mà chúng ta thấy, đây là bệnh nhân liệt ruột ngày thứ năm sau mổ, bắt đầu nâu ngói và cần thông mũi dạ dày. Đây là cái hình của bệnh nhân, các thấy các quai ruột trướng to, đầy hơi và giãn mỏng. Bạn sẽ làm gì? Chúng tôi khuyên bạn nên xét nghiệm máu, xét nghiệm dịch dẫn lưu, làm CT scan bụng, nuôi ăn đường tĩnh mạch, và chúng ta sẽ kiên nhẫn trong vài giờ để xem diễn biến nó như thế nào. Đây là một trường hợp khác biến chứng sớm, bệnh nhân nam 58 tuổi, liệt ruột ngày thứ tư hậu phẫu. Các bạn thấy trên CT scan á, các cai ruột nó rất lớn, giãn ruột non đoạn gần, đoạn xa, và ruột già thì kích thước bằng bình thường. Chúng ta thấy cái mũi tên ở đây á, thấy là ruột già bình thường. Khi tắm sắc bụng á, người ta thấy tắc ruột do dây dính ở đoạn nối hồi hồi tràng, thì cái này chúng ta làm bằng quang tân tạo. Đây là một trường hợp khác nữa, hậu phẫu bệnh nhân đau bụng, buồn nôn, ói. CT scan cho thấy cái gì? Các bạn thấy đáng ngạc nhiên. Đây là một cái đoạn ruột bị chèn ép dỗn dẫn lưu. Đây là một cái biến chứng rất là hiếm, nhưng mà chúng ta không phải là không gặp. Các bạn nên nhớ theo dõi kỹ và đặt kỹ cái ống dẫn lưu vào vị trí thích hợp, thì các bạn sẽ tránh được cái biến chứng này. Đây là một trường hợp khác, bệnh nhân nữ 68 tuổi, đau và trướng bụng nhẹ ngày thứ ba. Bệnh nhân chán ăn, bạch cầu máu tăng. Xét nghiệm thì thấy ống như trong ống dẫn lưu á, creatinine và amylase máu thì bình thường. CT bụng á, người ta thấy một số khối máu tụ vùng hạ vị. Các bạn nên nhớ đó, nếu ta cầm máu không kỹ á, gây ra một khối máu tụ vùng hạ vị á, thì cái liệt ruột là một cái phản ứng thứ cấp sau khi cái tụ máu. Trường hợp này chúng ta dẫn lưu cái máu tụ này là xong. Do đó đối với cái liệt ruột á, và xét nghiệm là những là bình thường á, thì chúng ta phải thông mũi dạ dày, nuôi ăn đường tĩnh mạch, xét nghiệm máu mỗi ngày, và chúng ta chờ đợi là quan trọng nhất. Chúng ta nên nhớ đó là cái việc mà chúng ta theo dõi chống dẫn lưu á, cái dịch dẫn lưu ra bao nhiêu á, là hết sức là quan trọng. Các bạn cắt một cái bàng quang ta tận gốc, các bạn làm tạo hình bằng ruột, rồi các bạn thấy bệnh nhân có liệt ruột hay không biết, nhưng mà chống dẫn lưu nó ra nước rất nhiều, và các bạn hết sức là lo lắng không biết đây là dịch tiết hay là do tiêu hóa hay là do nước tiểu, thì cái vấn đề á, là các bạn sẽ đo creatinine và amylase của cái dịch tiết. Nếu cái creatinine và cái amylase của dịch tiết á, ngang với nồng độ máu á, là chúng ta thấy là không rò nước tiểu và không lò ruột. Nếu cái creatinine của dịch tiết á, mà tăng hơn nồng độ máu á, là các bạn đã có rò nước tiểu, hoặc là cái amylase của dịch tiết á, tăng hơn nồng độ máu á, là chúng ta là rò ruột. Còn nếu không thì các bạn nên nhớ đó chỉ là dịch tiết bình thường thôi, các bạn đừng có lo lắng lắm, thì cái dịch tiết này nó sẽ từ từ nó sẽ bớt,
Ngoài ra còn chưa kể trường hợp mà bạn nạo hạch kỹ quá thì một phần dịch tiết là do gì? Là do những cái mạch lem, mạch bạch huyết nó chảy ra trong lúc mà bạn nạo hạch mà các bạn không dùng clip. Một số các bạn nạo hạch đó thì dùng dao đốt hoặc dùng kéo cắt bình thường không có clip, thì các bạn không dùng clip như vậy, các bạn chỉ đốt bình thường như vậy á, thì cái mạch bạch huyết này nó sẽ chảy ra dịch và các bạn sẽ thấy á, tại sao cái dẫn lưu nó ra dịch hoài như vậy. Thì hai cái chỉ số này giúp cho bạn phán đoán được cái ống dẫn lưu. Đây là một trường hợp rò nước tiểu, bệnh nhân 70 tuổi chuyển lưu qua hội tràng, phim chụp mồm á, tôi xin lỗi. Đây là một cái CT scan, các bạn thấy á, đây là cái chỗ dò ruột, dò nước tiểu qua hai cái thông UG scan. Chúng ta chỉ có CT scan chúng ta mới phát hiện được thôi. Đây là cái dò nước tiểu, đây là cái dò nước tiểu. Do đó CT scan á, luôn luôn đánh giá tốt hơn là UV hoặc là UVA. À, về những cái trường hợp rò nước tiểu sau mổ đó, thì các bạn sau khi chúng ta tạo hình ruột á, chúng ta phải phân biệt. Chúng ta phải đặt câu hỏi á, là trước đó bệnh nhân có phẫu thuật niệu quản hoặc xạ trị hay không? Điều này hết sức là quan trọng. Nếu các bạn đã có phẫu thuật niệu quản hoặc xạ trị á, thì bạn bóc tách cái đoạn niệu quản ra đó, thì cái khả năng bị thiếu máu của đoạn niệu quản nó rất là nhiều. Do đó khi bạn nối với ruột á, thì nó sẽ bị rò nước tiểu. Ra phải cẩn thận nếu bệnh nhân đã có phẫu thuật niệu quản hoặc xạ trị. À, nếu không á, thì bạn phải để ý cái thao tác của bạn có trên niệu quản có đúng hay không. Người ta khuyên cái gì? Thứ nhất là không bóc trần trụi cái niệu quản. Thứ nhì là không kẹp niệu quản thật mạnh. Thứ ba là không nôi kéo niệu quản. Và thứ tư là không đốt điện gần niệu quản. Cuối cùng là chúng ta phải nhớ là hai cái việc cuối cùng. Đó là chúng ta nối niệu quản ruột non nó có tốt hay không. Người ta khuyên á, các bạn nên dùng chỉ PDS và khâu liên tục hay là khâu mỗi rời cũng được. Nhưng mà chỉ PDS thì sẽ tốt hơn những cái loại chỉ đa sợi khác. Tại vì nó trơn, nó không có làm xé rách cái mô niệu quản. Các bạn xài G-Clean hay bài cái gì á, Safin này nọ, nó có thể rách niệu quản. Nhưng PDS nó không rách. Và các bạn phải đặt dẫn lưu thật, phải thật tốt bằng cái thông WG. Một trường hợp do nước tiểu các bạn thấy á, nếu mà rò ít, dẫn lưu tốt, không triệu chứng, thì các bạn có thể bảo tồn. Cái rò niệu quản hồi tràng á, chúng ta phải cần dẫn lưu và lưu thông GG. À, nếu mà rò niệu đạo và bằng quang tinh tạo á, thì chúng ta sẽ kéo bóng Foley 21 đến 2 ngày hoặc là phải để bằng quang ra da 2 tuần. Nếu mà chúng ta bị rò nặng á, thì chúng ta phải dẫn lưu kép, một mặt chúng ta phải dẫn lưu WG, một mặt các bạn có thể nhờ dưới màn hình X-quang á, các bạn là làm cái monoji trên thận. Nó khó nếu mà trường hợp thận không ứ nước. Các bạn nào mà đã làm monoji rồi thì biết thận không ứ nước thì làm rất là khó. Còn nếu trường hợp nào có bạn xuất hiện cái urinum thật to đó thì bạn phải dẫn lưu xuyên da. Điều này là chắc chắn rồi, các bạn có kinh nghiệm đã biết. Đây là một trường hợp rò ruột non, các bạn thấy á, CT scan thấy dò ruột non ra da. Các bạn chụp CT scan các bạn thấy. Xử trí của cái rò ruột non thế nào? Nếu mà không tụ dịch đổ bụng thì dù có sốt hay không, các bạn cứ dẫn lưu kháng sinh dinh dưỡng đường tĩnh mạch và chờ đợi cái giò ruột non này trước sau gì nó sẽ khỏi. Nhưng nếu có tụ dịch đổ bụng thì dù có sốt hay không bạn cũng bắt buộc phải phẫu thuật. Bạn có thể mổ nội soi, mổ mở cũng được, nhưng mà bắt buộc phải mổ mở để hoặc là khâu lỗ giò hoặc là dẫn lưu cái ổ tụ dịch đó. Các bạn nên nhớ hai cái tình huống khác hẳn nhau. Một cái trong những cái biến chứng mà chúng ta sợ nhất á, là nhiễm khuẩn huyết. Vì cắt bàng quang tận gốc cũng như là tạo hình bàng quang ruột thì ai cũng sợ nhiễm khuẩn huyết. Thì đây là một cái biến chứng gây thời gian nằm ICU nó kéo dài hơn, tốn tiền nhiều hơn và tỷ lệ tử vong nó cao. Chúng ta đưa phải thăm sóng thật kỹ. Nếu sốt nhẹ thì theo dõi cái nước tiểu. Sốt nặng thì các bạn phải cái nước tiểu và cái máu, truy tìm nguồn nhiễm. Đôi khi nó không phải trong cái giò bàng quang tâm tạo đâu, mà là nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng vết mổ, nhiễm trùng tay nhân. Nếu mà không có ô nhiễm thì chúng ta điều trị vẫn được tiết niệu. Đây là cái biến chứng thường do nhiễm khuẩn vết mổ. Thì thường chúng ta dẫn lưu pentrol, dẫn lưu áp lực âm là đủ. Những nghiên cứu người ta thấy á, thì tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ sẽ cao khi nào khi bệnh nhân bị béo phì.
và sành kháng sinh dự phòng, truyền máu hoặc là mổ trên 480 phút. Người ta thấy nhiễm khuẩn vết mổ tỷ lệ tới gần 13%, và những cái biến chứng nhiễm khuẩn khác á, kể cả niệu phổi các thứ là tới 25%. Đây là một trong những cái biến chứng gây ra khủng hoảng tâm lý cho bệnh nhân cũng như người nhà, mà đôi khi chúng ta thấy chúng ta coi thường, đó là bung thành bụng, mổ xong thành bụng nó bung ra và ruột nó lòi ra. Thì người ta có cái theo dõi, người ta thấy tỷ lệ nam và nữ thì độ khác biệt không có khác nhau nhiều lắm. Nhưng nếu bệnh nhân có CPD đó thì cái biến chứng này nó nhiều hơn, cũng như đối với BMI á, bệnh nhân càng béo phì á thì biến chứng bung thành bụng nó càng nhiều hơn. Do đó đó, chúng ta phải để ý cái khâu đóng bụng, chúng ta phải đóng không được căng quá, không được thiếu máu, phải tiện nghi và thẩm mỹ. Chúng ta đều đã biết, các anh đã là lớn rồi, đã là thầy rồi, làm xong rồi thường thường đi ra cho đàn em nó đóng bụng. Các bạn nên nhớ đó, khi các bạn giao cho đàn em nào đóng bụng á, thì bạn nhìn người ta đóng bụng ít nhất một lần rồi hãy giao. Đây là những cái y học chứng cứ mức 1. Thứ nhất là chúng ta phải khâu mũi liên tục, tốt hơn mũi rời. Chúng ta phải dùng chỉ tăng chậm PDS, chỉ khâu một lớp lấy cả cân cơ. Cái bờ cân á, là từ 8 đến 5mm, nhưng hai mũi cách nhau chỉ có 5mm thôi. Nghe tới đây á, thì các bạn ngẫm nghĩ lại những cái trường hợp mà mình đóng vết đóng bụng đóng bụng như thế nào, hoặc là mình đóng bụng giùm đàn anh nó như thế nào, có đúng như vậy không? Tôi thấy là thường thường hai mũi cách nhau một phân là nhiều lắm rồi, không có anh nào mà cách nhau 5mm. Các bạn phải tôn trọng năm cái điểm này thì tỷ lệ phát biệt thành bụng nó mới ít hơn. Các bạn nên nhớ năm điểm này. Một biến chứng muộn nữa là hẹp chỗ nối niệu quản ruột. Thì các yếu tố đó thì gây là thế nào? Thường thường á, nó sớm hơn một năm sau phẫu thuật, còn sau một năm nó đã không hẹp rồi, nó sẽ không bao giờ hẹp nữa. Thường thường á, là cái chỗ hẹp á, nó sẽ dài hơn 1,5cm và thường hẹp nhiều ở bên trái nhiều hơn. Đây là một cái biến chứng hẹp nối chỗ nối niệu đạo với lại bàng quang tân tạo, do thường là chúng ta do khâu nối không khéo thôi, hoặc là chúng ta khó khăn và chúng tôi khâu đơn sơ vài mũi xong rồi kéo bóng lại cho nó kẹp lại, cục mổ kéo dài rồi chúng ta khâu không khéo, hoặc chúng ta khâu cái chỉ là cái chỉ không tốt khiến cho nó xé rách ruột, hoặc là đoạn niệu đạo chúng ta không để đủ dài. Cái việc kéo bóng phô lê quá nhiều á, chúng ta thường hay làm để cho tránh bị giò. Nhưng mà các bạn nên nhớ, các bạn kéo bóng như vậy nó sẽ thiếu máu cái đoạn hồi tràng và thiếu máu cái đoạn niệu đạo, từ đó nó gây ra hẹp. Khi điều trị cái này thì đơn giản, thường thường các bạn ở trung tâm đều có cái dụng cụ xẻ lạnh, thì chúng ta làm nội soi xẻ lạnh niệu đạo mà thôi. Đây là một trường hợp rò bàng quang tân tạo với ruột non. Cái lý do này á, là sao? Là đặt chỗ nối hồi tràng quá gần bàng quang tân tạo và khâu không kín. Đây, trường hợp này trường hợp của chúng tôi đó chứ. Các bạn thấy á, rõ ràng đây là cái niệu quản. Bệnh nhân này mổ xong thì rất là tốt, không rò không gì hết, đi tiểu rất là bình thường. Nhưng mà chỉ khổ một cái, bệnh nhân đi cầu ra nước rất là nhiều và bắt đầu có sốt. Tôi cho chụp và UV với CT scan nó thấy rõ ràng. Cái hệ niệu nó phân tiết xong rồi nó xuất hiện ở trong đại tràng. Và trường hợp chúng ta phải mổ lại và vá rò. Đây là một trong những trường hợp nhức đầu của tụi tôi. Các bạn nên nhớ, đừng đặt cái chỗ nối hồi tràng quá gần cái bàng quang tân tạo. Nó sẽ dính với nhau, nó sẽ rò. Đây là trường hợp mò rò bàng quang tân tạo với ruột non. Thường thường điều trị chỉ là vá rò thôi. Chúng ta đã xem qua tất cả những cái hệ thống mà biến chứng do cái cắt bàng quang tận gốc như là bàng quang tân tạo là xảy ra. Các bạn nên nhớ đó, rồi đấy chúng tôi muốn nhắc lại á, là cắt bàng quang tận gốc và tạo hình bàng quang bằng ruột á, là một phẫu thuật tương đối là cao siêu ở trong cái nhóm phẫu thuật niệu khoa. Dù là các bạn mổ mở hay mổ nội soi hay mổ robot, các bạn mổ được một trường hợp như vậy á, hoặc là cái cơ quan hoặc cái khoa nào á, mổ được một trường hợp như vậy á, thì được xem á, là đạt đến một cái đẳng cấp nào đó ở trong tiết niệu. Tuy nhiên đây là các bạn thấy rõ ràng đây đó không phải là cái một cuộc mổ nhẹ nhàng, không phải dạo chơi. Các bạn đã có kinh nghiệm 1-20 ca
thậm chí 50k cũng chưa là gì đâu, vì cái biến chứng của bạn là thế nào cũng phải gặp và cái tỷ lệ tử vong thế nào cũng phải có. Các bạn phải tư vấn tất cả những này kỹ với bệnh nhân, nếu không thì phải thôi thôi. Do đó EU guideline rõ ràng phẫu thuật này được khuyến cáo nên thực hiện tại các trung tâm làm được nhiều phương pháp chuyển lưu khác nhau, để tránh cái việc người ta chỉ biết làm có một kiểu, thế là người ta cứ ép bệnh nhân làm có một kiểu chuyển lưu mà thôi, mà không làm các kiểu chuyển lưu khác. Phẫu thuật này cũng được khuyến cáo tập trung vào những khoa có cái cắt bàng quang thường quy, và trước khi thực hiện cắt bàng quang chúng ta cần tư vấn bệnh nhân về những phương pháp khác nhau, và quyết định cuối cùng phải được thỏa thuận văn bản giữa bệnh nhân và bác sĩ. Chúng tôi đã làm một cái nghiên cứu, chủ trì là bác sĩ phó giáo sư Đào Quang Ánh, thì chúng ta đã biết rồi, anh là một cái chuyên gia về lĩnh vực này. Ta thấy chúng ta làm bàng quang tân tạo thì tốt lắm, tốt, bệnh nhân cảm giác thoải mái hơn là cái bàng quang hồi tràng. Nhưng mà theo cái khảo sát chất lượng sống và sự hài lòng đối với cái tình hình đó, thì mới đầu bệnh nhân làm bàng quang hồi tràng thì buồn, nhưng mà càng ngày về sau đó bệnh nhân lại càng có chất lượng sống tốt hơn và không có buồn, tại vì cái kỳ vọng người ta không cao. Trong khi cái bệnh nhân làm bàng quang tân tạo đó thì càng ngày á người ta càng khổ sở. Do đó phải báo bệnh nhân biết trước, ai cũng đòi làm bàng quang hồi làm bàng quang tân tạo hết, nhưng phải báo trước cho người ta biết đó, là những biến chứng buồn của cái bàng quang tân tạo. Chúng ta cần phải tư vấn trước cho bệnh nhân tất cả các biến chứng, và khi có biến chứng chúng ta phải nhận trước, biết trước cái biến chứng càng sớm càng tốt, chẩn đoán nhanh và điều trị càng sớm càng tốt. Đây là xong bài báo cáo của tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Trước thềm năm mới, xin chúc các bạn một năm và gia đình một năm hạnh phúc, thành công, nhiều sức khỏe, vượt qua đại dịch và gia đình hết sức là sung túc. Xin chúc Hội Tiết Niệu Thần Học Hồ Chí Minh trong một cái triển vọng mới, cái lĩnh vực mới sẽ phát triển mạnh hơn nữa, xứng đáng với lại công lao của các thầy lớn đã dẫn đường cho chúng ta. Xin chào các bạn. Xin được phép cảm ơn thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Lê Chuyên đã mở màn của hội nghị của chúng ta với một cái bài báo cáo với phương pháp tuy rất khó nhưng lại mang lại cái hiệu quả tối ưu cho các bệnh nhân. Và cũng xin cảm ơn lời chúc mừng năm mới của thầy thay mặt cho đại hội. Xin chúc thầy một năm mới một sức khỏe thật là hoàn hảo để thầy tiếp tục là dìu dắt đàn em. Chúng ta sẽ có những cái bước tiến mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn trong sự nghiệp của những người làm về thận niệu. Tiếp theo xin trân trọng kính mời thầy giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Sinh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Ghép Tạng Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Tiết Niệu Thận Học Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề vấn đề y đức hiện nay trong hiến và ghép tạng. Trân trọng kính mời thầy. Alo. Alo. Dạ, nghe rõ. Cái này làm sao bật cho nó full màn hình lên em ha. Quý vị thấy, trân trọng kính chào đại hội, toàn thể hội nghị và các quý đồng nghiệp. Quý đồng nghiệp thấy cái màn hình của chúng tôi chưa ạ? Alo. Dạ thấy ạ. Dạ thấy ạ. Cái này làm sao bật full lên tôi. Tôi chưa biết đây. Để xin tôi tư vấn cái em hạng. Thầy thử bấm ấn F5 giúp em ạ. F5 hả? Nhấn F5 hả? Dạ vâng ạ. Có công tròn F5 hả? F5 thôi. F5 không nó đâu lên. Thầy ấn vào chữ trình chiếu đi ạ. Trình chiếu đang trình chiếu. Đang trình chiếu rồi. Thấy hết. Dạ. Chắc được rồi á. Được không? Dạ được rồi, giáo sư. Thì kính thưa toàn thể hội nghị,
Hôm nay chúng tôi xin trình bày một cái đề tài, nó không phải là kỹ thuật, nhưng mà nó là một cái, nó hỗ trợ cho kỹ thuật chúng ta trong lĩnh vực ghép tạng, ghép tạng nói chung mà ghép thận nói riêng. Thì hiện nay vấn đề y đức trong cái hiến và ghép tạng đó, là nó trở nên rất là nóng. Nó không phải là một cái cảnh báo cấp quốc gia mà là cảnh báo cấp quốc tế. Những cái hội ở trên thế giới, hội ghép trên thế giới cảnh báo chúng ta rất nhiều. Và gần đây cũng đem cái tình hình Việt Nam ra báo cáo tại hội nghị ghép tạng thế giới đã hai lần rồi, một lần ở Tây Ban Nha năm 2018 và năm vừa rồi online ở Seoul năm 2019. Những cái đại diện của hội ghép tạng thế giới là vốn là những người tai mắt chuyên ngôn rất là quyền lực, thì họ đã cảnh báo chúng ta rất nhiều, và trong nước Bộ Y tế cũng biết vấn đề này và đã tổ chức nhiều cái hội nghị. Hôm nay chúng tôi muốn trình bày lại với trong hội chúng ta về vấn đề này. Từ khi mà ghép tạng cái ca đầu tiên ghép thận trên hai người anh em sinh đôi ở Boston, thì ngay lúc đó thì người ta đã thấy rằng có một cái vấn đề về y đức. Trước tiên là về y đức, trong đó nhiều lắm. Thì vấn đề y sinh là lấy của người này và ghép của người kia, vốn là một người khỏe mạnh, thì thật sự nếu mà người ta tình nguyện cái đó, thật sự nó là có phù hợp với cái y đức hay không. Tuy nhiên những vấn đề mà đó nó nhanh chóng được hóa giải, chẳng hạn như cái chuyện chấp nhận một cái hy sinh nhân đạo của người này cho người kia một cách tự nguyện và không phải là vì tiền, không phải vì tiền hoặc là không phải vì một cái áp lực gì hết. Cái hình trên đây là cái Thomas Stark. Thì Murray là một cái nhà giải phẫu thẩm mỹ ghép những ca thận đầu tiên và sau này có giải Nobel. Thì cái Thomas Stark là người ghép gan thành công sau những cái thất bại, thì tới năm 1968 là thành công ghép gan. Cái ghép gan này là tự cho sống rồi sau này mới là người cho chết. Thì ông ta cũng đặt một vấn đề, đại anh lúc đó đã viết một vấn đề, nêu ra hết tất cả, gần như hết tất cả những vấn đề đạo đức mà y đức mà chúng ta gặp phải. Thì y đức thì dành cho những cái y giới, còn đạo đức thì là đối với xã hội. Thí dụ những người mà mua thận thì họ sẽ vi phạm những vấn đề đạo đức, giống như người ta đi mua thúy kiều vậy. Thì nó sẽ vi phạm những nguyên tắc đạo đức trong xã hội, trong đó những cái từ như là luân lý. Alo. Thì dạ. Alo. Dạ, được rồi. Tại em thấy tin nhắn là em mà em không biết em là em nào. Cảm ơn anh. Xin lỗi, tôi có mấy phút ạ? Tôi sẽ có mấy phút trong cái này 40 phút hả? Dạ, thầy có 30 phút thầy ạ. Hiện tại là bài của thầy hiện tại đã trôi qua 24 phút rồi và còn 26 phút thầy ạ. 26 phút rồi hả? À, còn 26 phút nữa hả? À, xin lỗi. Tôi thấy cái đếm giờ rồi, tôi sẽ nói đúng giờ. Thomas Stark đã nêu ra tất cả những cái vấn đề đó, nhưng mà thời gian trôi qua nay đã hơn 60 năm rồi. Chúng ta thấy rằng những vấn đề đó nó vẫn còn vướng mắc chúng ta rất nhiều. Thì trong liên quan đến vấn đề đó thì chúng ta thấy rằng đạo đức xã hội và y đức. Hôm nay chúng tôi nói nhiều về y đức. Thì ở chúng ta cũng vậy, 25 năm trước khi mới ghép thận lần đầu là ít có ai nghĩ việc buôn bán hiến thận. Thì ở cái hình mà bên đây là giáo sư Trịnh Kim Lãnh, một cái người lừng lẫy, nhưng mà bây giờ chúng tôi kiếm một cái hình cho đẹp thì không có, không có, mà những người có rất là nhiều công trạng trong cái chuyện mà ghép thận, đặc biệt những ca ghép thận đầu tiên tại bệnh viện Chợ Rẫy.
giáo sư Lê Thế Trung, hai người này đã, ba người này đã mãn phần rồi. Họ không biết là bây giờ tình hình ghép thận của chúng ta phát triển rất là tốt đẹp nhưng mà cũng có nhiều vấn đề. Đấy thì bây giờ chúng ta thấy rằng báo chí xã hội nêu nhiều vấn đề. Báo chí xã hội nêu những vấn đề này thì là chúng ta thấy rằng đó là những vấn đề đạo đức xã hội, không phải là y đức, nhưng mà gắn liền với cái y đức của người đã, người làm những công tác ghép thận. Chúng ta mổ cái một cái ruột thừa nó có y đức trong đó, nhưng mà nếu mà chúng ta lấy thận và ghép thận, vấn đề y đức nó lộ ra rất là nhiều và đôi khi rất là căng thẳng. Nhưng mà đó là chúng ta thấy là tâm lý xã hội như gần đây chúng ta thấy là có nhiều cái chuyện là bị bỏ tù, bị trừng phạt rất nặng, và coi như tàn đời hay là mất hết một cái danh dự và cả tự do của cái con người mà trước đó rất vĩ đại, nhưng mà những người khác vẫn tiếp tục rất là ngộ, giống như cái xe chở đất lao vào tàu hỏa vậy. Tôi không biết nó có liên quan cái động cơ gì, đôi khi không phải là tiền mà vì lo cho bệnh nhân, nhưng mà đôi khi cũng có thể là những cái ẩn chứa bên trong, giống như là các bác nói là nếu mà lợi nhuận tăng lên gấp 30 lần thì dù có treo cổ thì cái người đó họ vẫn làm. Thì cho nên là mình thấy rằng có những cái động cơ mà nó ẩn chứa đâu đó, nó đang làm lạc đề hoặc là nó vi phạm những cái nguyên tắc về đạo đức, về ý đức. Mà nếu mà ý đức chúng ta theo bị làm không tốt thì xã hội, đạo đức của xã hội sẽ lên án. Và nói như vậy, chúng ta thấy rằng trước đây những cái đòn trừng phạt chủ yếu là những người môi giới, chưa trừng phạt những người mua thận và chưa trừng phạt những người bán thận, và cũng chưa trừng phạt những người làm nghề y mà là làm trái. Gần đây á, là chúng ta thấy ngành y là luôn luôn được tôn trọng, nhưng mà gần đây không phải là cái vụ nó cấm nữa, có điều người ta chưa có mở màn cái vấn đề này thôi. Mà nếu mà chúng ta mở màn thì rất là có thể là có chuyện. Cho nên á, là anh em chúng ta trong đồng nghiệp với nhau thì có khi là tránh những vấn đề này. Nhưng mà gần đây có những cái người rất là công khai, những nhân vật trong 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 ngành cũng như trong hội, trong hội ghép tạng Việt Nam công khai là muốn mở cửa cho cái vấn đề này. Và trong thường vụ của hội ghép tạng Việt Nam tranh luận rất dữ, trong đó có cái chuyện mà có nên gia nhập cái công ước mà chống buôn lậu tạng phủ trên thế giới hay không thì chưa nhất trí được. Tôi cũng có công khai chuyện này với Bộ Y tế, thì Bộ Y tế đề nghị là hội ghép tạng Việt Nam tham gia cái công ước này, vụ pháp lý đề nghị chính thức, nhưng mà thường vụ của hội ghép tạng Việt Nam không nhất trí. thì thấy rằng rất là lạ. Cho nên chúng ta không thể nào mà làm cái con đại biểu rút đầu vô cát như thế này, mà chúng tôi nghĩ là hôm nay chúng tôi mang cái chuyện này ra trước tiên là trong cái hội HUNA, mà không phải là chúng tôi đã mang cái chuyện này nói ra ở ở trong hội Việt Nam và cái hội hội tiết niệm thần học Việt Nam là ít nhất cũng một hai lần rồi. Thì chúng ta biết rằng cái không nguồn cung không đủ cho nên buôn lậu, thì người ta cho rằng đó là một cái sự bóc lột thân thể của người nghèo trên phạm vi quyền con người, thì nó là vi phạm nghiêm trọng về quyền con người. Chúng ta biết là đối với người thi hào Nguyễn Du thì đã gây sự thông cảm sâu sắc cho cái mọi người chúng ta khi mà nêu ra những cái nhân vật như Mãi Giám Sinh Tú Bà là vi phạm quyền của người là mua Thúy Kiều, thì những người này để chết danh muôn đời. Ở trên thế giới thì bao nhiêu là vấn đề, bao nhiêu vấn đề để nói là có rất là nhiều, tốn rất nhiều giấy mực những vấn đề này. Nhưng mà ở trong nước chúng ta có nhiều 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 người
thấy rằng là có trách nhiệm đàng hoàng nhưng mà vẫn làm như mắt ngơ, tai ngơ, mắt điếc, và cuối cùng là chạy theo cái số đường ghép để làm một cái gì đó, thì nhưng mà vẫn công khai. Có một cái có một chị trong nghề trong một cái báo cáo khoa học khoe khoang là 85% những cái người ghép của mình là người không cùng huyết thống, nhưng mà là khoe là một cái phương pháp đặc biệt gì đó là có thể chiêu mộ được những cái người mà đi hiến thận, mà tình nguyện đi hiến thận cho mình. Cái phương pháp đó chúng tôi thấy rõ nó là cái gì rồi. Bởi vì khi chúng tôi làm ghép những cái người mà tình nguyện, gọi là tình nguyện đến với chúng tôi đó, thì 100 người đến thì có 98 người là đến tình nguyện mà đòi một cái khoản chi phí sau khi mà hiến tạng. Thì buôn bán tạng là nó sẽ đe dọa những cái thành tựu của ghép tạng, là thứ nhất là nó sẽ làm xấu đi cái hoàn cảnh, cái không khí của xã hội, là làm một cái chuyện nhân đạo nhưng mà biến thành một cái chuyện mà buôn bán. Và điển hình là một cái nước mà ở trong cái khối Đông Nam Á chúng ta cách nay khoảng 15-20 năm thì công khai buôn bán tạng. Và đây Việt Nam chúng ta cũng có người đi sang đó, ở khoa tiết niệu thầy Hy cũng có một lần đi sang đấy. Thì sau họ lúc đó họ rất nổi về vấn đề thận học, và qua cái trung tâm ghép thận quốc gia, về thành tích chạy thận, và thành tích thận nhân tạo, và thành tích ghép thận. Và vì tổng thống của cái nước đó đó là bị bệnh thận và ghép thận, cho nên là cả thế giới, nhưng mà cả thế giới lên án cái chuyện buôn bán thận ở nước đấy. Và người ta cô lập những cái nhà chuyên môn, rồi người ta lại không chơi, không có những cái người đó đi tới những cái hội nghị, người ta xem đi những cái kẻ là buôn bán thận. Rồi cách đây không lâu thì chúng tôi ở thành phố Boston, hội nghị thế giới chúng tôi đi, thì tôi thấy cái bản biểu ngữ là cái lên án một cái ông bác sĩ Trần nào đó mà là buôn bán tạng phủ của những cái người Pháp Luân Công. Tôi thì không biết những cái đó, tôi thấy Trần tôi quảng quá, thì coi lại ông Trần đó thì ở vào một cái nước bạn chứ không phải là tôi. Lúc đó mà anh chàng kia đó là có để râu lún vốn thì tôi cũng để râu, cho nên ngày hôm sau tôi về cạo, lập tức cạo râu. Và khi mà anh đi tôi cái bản tên của tôi đó, tôi lật úp lại chứ không dám để ra, để vì nó cũng là tôi là Trần. Vì cái anh này là cũng họ Trần, cũng họ Trần. Thì cái người Pháp Luân Công họ biểu tình đó là suốt những cái ngày ngày hội nghị ở họ ngồi ở một cái vào tháng tiết tháng 10 lạnh lẽo mà họ chẳng là còn suốt đêm suốt ngày để mà phản đối cái chuyện mà lấy tạng để buôn bán. Thì cách đây không lâu thì ở hội nghị Ninh Bình chúng tôi đã nói một bài thì cảnh tản mạng về cái cảnh báo nguy cơ. Nhưng hôm nay thì không phải tản mạng nữa mà chúng tôi thấy rằng là một cái nguy cơ thật sự. Ở trên thế giới thì cái chuyện này nó xảy ra rất là nhiều. Cái này Chennai là những nơi mà tổ chức ghép tạng thế giới đã đưa cái đoàn của Bộ Y tế cũng như là một số cái anh em ở Bệnh viện Chợ Rẫy đi sang đây để học tập cái chuyện mà một cái làng mà họ buôn bán tặng gần chuyên môn buôn bán thận, là sắp hàng mỗi người có một cái vết thương ở trên hông và làm xấu đi hình ảnh cái nước Ấn Độ, và người ta sẽ giáo dục cái làng đấy để sao bây giờ là người ta ý thức được cái chuyện bán tặng phủ như vậy là không tốt, và người ta kiếm cái nghề khác để làm. Đấy, thì cho và nhận, người ta có lý do, nhiều lý do để bàn cãi nhau, nhưng mà chưa chắc là cái chuyện này, cái chuyện mà tiền, một người thì cần tiền, thì bây giờ tôi được tiền, một người thì cần thận, bây giờ là tôi lại được thận, thế là công bằng không? Thì cái này người ta bàn cãi rất là nhiều, bàn cãi rất là nhiều. Thì
dẫn cái người một bên pro một bên công vẫn còn cãi nhau, nhưng mà cái chủ đạo vẫn là một cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà chúng ta mua bán, thà là người ta nhận cái tặng quà tặng không, nó là vẫn tốt hơn là cái chuyện mà chúng ta mua quà tặng, vì như thế là vi phạm những nguyên tắc đạo đức của con người. Giả lại nếu mà chúng ta suy thận thì có thể có những phương pháp khác như lọc máu ngoài thận để có thể duy trì cuộc sống. Năm 2008 ở tại Istanbul, khoảng 80-90 nước trên thế giới là tờ họp với nhau để ra một tuyên ngôn Istanbul. Lúc đó có hai người Việt Nam là cô Dung đây là và anh Khánh đi dự cái này. Nhưng mà lúc đó chúng ta đó là nếu mà không được phép trong nước nó không ai dám là nói là đại diện của Việt Nam. Chẳng hạn như bây giờ có hội ghép tạng ấy, thì chủ tịch hội ghép tạng thì mới có tư cách để nói tiếng tham gia cái này. Cho nên tới giờ này là chúng ta chưa tham gia cái công ước này. Cái hội nghị này sau này nó ra một cái declaration là cái tuyên ngôn Istanbul về ghép tạng phi pháp hay là ghép tạng du lịch. Ghép tạng du lịch nghĩa là mình rủ ở trong nước mình không đồng ý ghép buôn bán, thì hai người đó rủ ra một cái nước thứ ba. Cái nước thứ ba đó là người ta sẽ mổ để ghép tạng, ghép thận. Nhưng mặc dù cái nước thứ ba đó họ nói rằng cấm ghép tạng buôn bán, tuy nhiên là họ chỉ cái luật đó chỉ chi phối cái người trong nước họ thôi. Có một lần đó tôi đi đến Pakistan một bệnh viện thôi một năm mà ghép gần 3.000 ca, thì nhưng mà ông nói ông không có buôn bán, ông buôn bán nước ông có luật cấm không buôn bán. Mọi thì thực sự ra nước ông có nhiều bang mà mỗi bang có cái luật cấm buôn bán, nhưng mà cái luật cấm buôn bán nó không có nói là cái dân của bang kia chạy qua bang này mà buôn bán thì cấm. Cho nên cái bang này cái cặp ở bang này nó chạy qua bang kia, giống như đó là cái cách tặng du lịch giữa bang này về bang kia trong một nước, hoặc là du lịch giữa một cái bang ở một cái nước này sang cái nước kia. Trong Đông Nam Á chúng ta cách đây mấy năm, chừng khoảng 10 năm, thì có một cái nước đưa ra một cái luật cho phép mà buôn bán tạng rất là mạnh, cho lên mạng luôn. Nhưng mà sau đó hội phản ứng quốc tế rất là dữ tợn, và người ta điều tra cái ông quỹ viên, giáo sư quỹ viên về kỷ luật của hội ghép tạng thế giới đó, yêu cầu chúng tôi làm chứng về vấn đề này. Vì ở mình giờ rẫy có 20+ người đi sang nước đấy ghép xong rồi về, thì về chúng tôi theo dõi. Mặc dù chúng tôi không có liên quan gì đường dây đó, nhưng mà chúng tôi biết, nhưng mà nó điều tra nó biết được, cái hội ghép tạng thế giới nó biết được, và yêu cầu chúng tôi làm cho danh sách đăng quang. Chúng tôi đưa cái này cho phó giáo sư Trường Sơn là giám đốc. Phó giáo sư Trường Sơn hỏi Bộ Y tế, thì Bộ Y tế nói mình đang quan hệ tốt với Singapore quá, mình bây giờ làm cái chuyện này là khó. Và hội ghép tạng thế giới nói rằng là nếu mà tôi mà chịu làm chứng á, thì nó sẽ trước tiên nó kiến nghị cái chính phủ Singapore sẽ đóng cửa một cái bệnh viện lớn ở Singapore. Thì cho nên rốt cuộc cái chuyện không tới đâu. Và rốt cuộc cái ông giáo sư người Úc đó là gặp tôi là không thể nhìn mặt nữa, coi như tôi là đồng lõi với mấy người các ông kia. Thì trở lại cái này thì chúng ta không có thời giờ để đi sâu về những cái tuyên ngôn này. Quý vị có thể tham khảo nó trong những bài báo cáo chúng tôi đã trình bày trước đây. Đây là cái ông này là Noel, ông là của đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới chuyên chăm sóc về vấn đề này, là những cái tuyên ngôn về quyền con người, là về y đức, ông rất nổi tiếng. Thì ông ta lên án như trên là thương mại có lợi nhuận trên tạng phủ người sống là mâu thuẫn với những giá trị của người, vì đi ngược lại những tuyên ngôn toàn cầu nhân quyền và tinh thần của Tổ chức Y tế Thế giới. Người ta có thể nhân cái chuyện mà chúng ta chấp nhận buôn bán tạng, người ta sẽ quơ vô cái vấn đề chính trị là vi phạm quyền con người.
và người ta có thể làm xoáy hơn vấn đề này. Và người ta đã làm rất nhiều vấn đề này rồi. Năm 1992, chúng tôi sang Ấn Độ đó, định xin ghép tạng. Lúc đó ở nơi đó có chấp nhận cái chuyện mua bán giống như cái hình thức mà chúng ta thấy hồi nãy trình chiếu đó. Nhưng qua đó, đó thì cái đảo Quốc Đại bị công kích về vấn đề buôn bán tạng, cho nên đó là chúng tôi, cái người chúng tôi đưa đi đó không mua được tạng. Mà chúng tôi đi cái đó là được chính phủ cử là một cái nhân vật của chính phủ nước bạn Campuchia được đưa đi. Thì cho nên là qua bên đó không có ghép được tạng, và phải mất là một tháng trời để thuyết phục người em gái của ông ta đi theo để mà cho cái quả thận. Rốt cuộc ghép thành công. Châu Âu cũng vậy. Và đây là cái các bạn thấy là những cái cuộc biểu tình chống những cái nước mà có cái hệ thống buôn bán tạng phủ, và ép lực đến nỗi chính phủ đó cái này đã công bố trên khắp thế giới rồi, cho nên chúng tôi có thể trình chiếu mà nêu tên cái nước mà bị cái này. Và các bạn thấy rằng là cái illegal organ trade thì ở trên Wikipedia nó nêu như vậy, là chúng ta đã nêu rất là nhiều. Và chúng ta thấy cái nước mà vừa rồi đó, cái này là được minh quan rồi. Năm vừa rồi thì người ta đã tổ chức hội nghị ở hội nghị châu Á trở lại, hội nghị ghép tạng châu Á trở lại ở Philippines, nhưng mà vẫn còn người ta vẫn còn xếp tài hạng trên cái illegal organ trade trên cái trên wiki. Chúng ta thấy rằng như vậy là có hai mươi mấy nước, và nếu mà chúng ta làm không khéo chúng ta sẽ có một cái tên. Mỹ chúng ta thấy rằng cũng United Kingdom là có United States, cái này chữ United States. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy là nhiều trung tâm ghép thận như nắm gặp mưa, đặc biệt là ở miền Bắc rất là nhiều. Chúng ta cũng có cái kinh nghiệm đau thương là từ một cái người đi sinh viên đi hiến tạng để cứu vợ, nhưng mà sau đó là bị biến chứng mất não rồi chết đi. Người yêu có bầu mà không biết bây giờ số phận ra sao. Đây là TV đã nói về vấn đề mà an ninh, an ninh TV, thủ đoạn mất nhân tính của đường dây buôn bán nội tạng, bán thận ở đâu, uy tín và bán được ở đâu thì nó trên mạng. Cái này đẹp VTV1 nêu vấn đề này lên, thị trường ngầm buôn bán nội tạng. Và chúng ta có một cái câu chuyện khác là người ta ca ngợi cái chuyện cho thận của cái một nhà nhân vật ngoại quốc là đăng đầy trên mạng. Nhưng mà thật sự ra chúng tôi biết rằng ông này tuyển 10 người ở một cái khách sạn nọ để đem về nước Áo để làm với cái danh nghĩa là tự nguyện, đầy đủ giấy tờ, không nói cái gì được, nhưng mà thực chất bên trong chúng ta có thể thấy được nó là cái gì. Đây là một cái này ở trên thế giới, người ta nhìn vô người ta biết ngay là một cái người ngoại quốc mà tới Việt Nam mà ghép thận, sao mà có một người tự nguyện thương cái người ngoại quốc nó dữ vậy, là coi cho một cái thận. Nó là người ta ship ngay cái bệnh viện của này vào cái danh mục buôn bán tạng. Hơn nữa là làm tiếp một cái ca ghép 71 tuổi, lấy một cái thận của người Việt Nam ghép một cái bà 71 tuổi. Trong cái luật Việt Nam là cho ghép tới 60 tuổi thôi, ca nào mà ghép trên 60 tuổi xin phép Bộ Y tế. Cái này chúng ta nhớ là cái chuyện của một cái bệnh viện Trung ương Huế, thì giám đốc này giật mình qua xác minh bệnh viện phát hiện những trường hợp giả mạo giấy tờ của ông Bộ Văn là rất căng. Cái đó là một anh bạn thân thiết của tôi. Cái này đúng là nó như vậy, nó show lên không được. Tôi không biết show như vậy các quý vị có thấy không ạ? Xin hỏi chúng ta còn thấy cái màn ảnh không?
Dạ thấy ạ. À, thì cái đó thì công an điều tra, tại vì quá nhiều dư luận, công an điều tra thì điều tra 5 cặp yoga là 5 cặp và bác sĩ thì và giám đốc thì thấy 5 cặp này giấy tờ đầy đủ khi cho thận thì có bố mẹ có vợ tới đồng ý chứ không phải lén lút đi cho. Nhưng mà chúng ta thấy nó có một cái gì, một người ở An Giang tự nhiên là có tấm lòng hào sẵn là lại đi hiến tặng, gặp gỡ trực tiếp để hiến tặng, chứ không phải là bây giờ tôi muốn hiến một cái thận cho ai cũng được, mà hai bên gặp gỡ rồi bên bệnh viện là lấy làm giấy tờ đầy đủ, là có vợ con chứng nhận là đồng ý cho thận. Thì chúng ta thấy là một cái gì giống như một cái áp phe bán đất hay là bán nhà gì đó. Thì đó thì cảnh sát vô điều tra, giám đốc đưa ra cái này thì không sao, nhưng mà bắt được một cái con cá nhỏ này là môi giới là 250 triệu đồng, 320 triệu đồng, nhưng mà đưa lại cho bệnh nhân là khoảng phần nửa thôi. Thì chỉ có tên là con cá bé này bị lãnh tù thôi. Đây thì sau khi điều tra thì thấy cặp thứ nhất là cặp thứ nhất ở Phú Thọ mà cái người ở An Giang cho, cặp thứ hai là người ở Hải Dương, người Quảng Trị cho, cặp thứ ba là ở Hà Nội, Lạng Sơn cho, cặp thứ tư là ở Bắc Ninh, Bắc Ninh thì Lạng Sơn cho, thứ năm, thứ sáu vân vân. Thì mình thấy rất là ngoài rất là giấy tờ rất là hợp lý, nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà như vậy thì tinh thần của hiến tạng của người Việt Nam chúng ta nó lên đảo quá cao, nó quá cao, nó vượt hàng chục năm so với những cái nước mà xây dựng cái tinh thần nhân đạo để mà người ta có thể hiến tặng tự nguyện. Mới đây thì chúng ta có tin mừng một cái đơn vị bạn có thành công trong ghép thận, nhưng mà người ta nêu cao là ghép thận không cùng với sống. Cái điều này khiến chúng ta dấy lên cái sự lo ngại rất là dữ. Vừa qua Bộ Y tế là tổ chức cái hội nghị ở ngoài Bắc một lần, ở trong Nam một lần, có mời chúng tôi tham dự. Thì sau đó là anh Nguyễn Minh Quang, tiến sĩ đồng thời là viện trưởng, là có phân tích và có đưa ra những cái giải pháp. Đây là cái giải pháp mà của cá nhân anh ấy, và Bộ Y tế cũng cho ra giải pháp. Đây là Phó Giáo sư Nguyễn Tiến Quyết, giám đốc bệnh viện trước đây. Màn hình đứng rồi thầy. Màn hình đứng hả? Dạ, không thấy thầy chuyển slide. Dạ, thấy rồi thầy. Thấy rồi hả? Dạ. Thì đó là ngày phân tích này cũng do nhu cầu lớn này nọ cái thứ, cho nên những chiêu trò như bỗng nhiên đòi giấy tờ thì họ hàng thì bỗng nhiên thành họ hàng, chồng thì chồng hờ vân vân. Thì vừa rồi chúng tôi là ở đại hội dự, chúng tôi cũng gặp những cái trường hợp như vậy. Cái người kia thuê ông chồng đó một tháng 15 triệu là cũng khai là có bầu rồi nọ cái thứ. Cái cô bác sĩ phụ trách nói với tôi rất rất kỹ, nhưng mà sau khi cái bộ phận đi sinh tra đó phát hiện ngay giấy tờ là giả. Vâng, là Bộ Y tế là thấy những cái lỗ hổng này và trong luật thì nghiêm cấm hành vi buôn bán tạng rồi, nhưng mà cái việc mà chúng ta làm cái này nó đòi hỏi chặt chẽ, rất là chặt chẽ về phía luật, về phía bệnh viện. Nếu mà làm chặt quá người ta sợ người ta bỏ chạy đó. Tôi còn nhớ khi mà chúng tôi đến một cái bệnh viện ở miền Bắc thuyết trình, thì chúng tôi ghép rất là nhiều ca như vậy. Người ta không tin rằng tôi có thể ghép một cách đó là đàng hoàng mà có những cái số lượng như vậy. Thì cái người giám đốc nó hỏi anh có mánh gì không, rõ ràng là trong đầu ảnh lúc nào cũng có mánh. 5 năm sau ảnh là trở thành giáo sư, lúc đó tiến sĩ, rồi trở thành giáo sư, rồi trở thành anh hùng, rồi trở thành nhà giáo nhân dân. Nhưng mà vừa rồi tôi thấy ảnh bị bắt rồi đó. Thì đó là cái, cho nên Bộ Y tế cũng thấy được cái này. Nhưng mà đối với xã hội đó, chúng ta thấy rằng đó là cũng phải nêu cao vấn đề đạo đức trong cái chuyện mà nhận thận. Giống như cái người mà chúng tôi hồi đó nghiên cứu vấn đề về mại dâm,
thì cái những người đi mua dâm á, là cũng phải như vậy. Cái người buôn bán không gì cái hoàn cảnh nào đó mà phải rao bán thẳng á, nên suy nghĩ lại, không có gì bằng sức khỏe của mình. Hiến tạng là nguyên tắc đạo đức đó, thì chúng ta sau này có lẽ là phải đưa ra những cái guideline về đạo đức. Thì cái nguy cơ của buôn bán tạng là có thật, chúng ta hy vọng rằng chúng ta có thể góp phần để ngăn chặn cái này. Mỗi người làm việc nghề y của chúng ta phải góp phần để mà nâng cao cái y đức, đồng thời là góp phần để mà hạn chế cái vấn đề buôn bán tạng. Để chúng ta thấy cái xe du lịch đó, nó thấy cái xe lửa chạy đàng hoàng, nhưng mà tôi thấy có những người vẫn lao mà. Xin cảm ơn, trân trọng cảm ơn quý vị đã nghe. Chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sinh, đây là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Ghép Tạng Việt Nam. Thầy đã có một bài trình bày rất là sâu sắc và tâm huyết về y đức trong vấn đề ghép tạng. Thầy cũng được tổ chức Guinness ở Việt Nam công nhận vào năm 2018 là người ghép thận nhiều nhất ở tại Việt Nam. Đại diện cho chủ tịch đoàn rất là cảm ơn thầy về cái bài báo cáo này. Và tôi nghĩ rằng là cái bài báo cáo này rất là cần thiết cho chúng ta, vì nó sẽ tạo điều kiện cho trong tương lai Việt Nam có thể đồng thuận được với cái tuyên ngôn Istanbul của quốc tế. Xin tổng kết về cái phiên đầu tiên, thì qua hai bài báo cáo của giáo sư, của hai giáo sư đây là cả hai thầy đều là nguyên chủ tịch của Hội Niệu Thận Việt Nam và của HUNA, thì hai thầy đã cho chúng ta một cái tầm nhìn rất là sâu sắc, và không chỉ về chuyên môn mà còn tầm nhìn về ý đức và hòa nhập, cơ hội để chúng ta có thể hòa nhập và có tiếng nói chung với quốc tế. Tôi xin đại diện cho ban chấp hành của HUNA kính chúc hai thầy thật nhiều sức khỏe, bình an, và rất hân hạnh được mời hai thầy tiếp tục đồng hành với HUNA trong những hội nghị và những năm sau. Chân thành cảm ơn hai thầy. Và sau xin tuyên bố là kết thúc cái phiên toàn thể. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy, cô, chủ tọa và diễn giả của phiên toàn thể. Sau đây sẽ đến phần clip của nhà tài trợ Kim Cương. Mời quý đại biểu đón xem.